Công an hay sao ta? Công an, công an, công an, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Rồi, tí thì mình sẽ có clip test giữa chiếc R15 V3 này với chiếc Winner V1 rồi các bạn. Chiếc R15 V3 này thì chiếc này vẫn là zin nha, chưa có độ chế gì hết. Đây, còn đây là chiếc Winner V1 các bạn. Đây, các bạn có nhận ra ai đây không? Đó, anh này chạy Exciter cho 55 VVA. Mình cũng lên Bình Dương luôn để có thể là quay cho các bạn xem test mẫu xe Win V1 V1 với lại mẫu xe Exciter 155 nha. Còn đây là R15 V3 sẽ test hết. Chiếc này thì đã lên bô rồi, các bạn có thể nhìn đây, mở dàn áo hai bên này giống như 62 trên gì, nhưng không phải các bạn. Cũng có lên bô, mở cổ bô lớn hơn. Đó. Có đi gió đó. Lọc trụ các bạn. Đi thay lọc gió với lại sắp lại nhông chân dĩa. Đó, chứ không phải là vòng tua máy vẫn là 10.000 nhé. Vòng tua máy vẫn là 10.000. Em thử coi. Vẫn là 10.000 nha các bạn, chưa phải vòng tua máy 12 đâu. Đó, vòng tua máy vẫn là 10.000. Đây. Nhìn thế này nhìn giống 62 trên zin đâu. Tháo hết này dàn áo nhìn có vẻ là rất gớm. Đây là đằng trước này phục có hạ một xíu này. Phục này có hạ thấp một xíu cho đầm. Nha, đó, mở cổ bô. Đây, bô xăng gió. Gì á? Bô gió gì á? Còn trước này thì E155 thì trước này thì máy zin và có thay cái phần lốp sau nhỏ hơn. Đó, và sắp lại nhông trên dĩa nha. Nên dĩa nhỏ hơn nha. Trước này thì sắp lại dĩa thì nó sẽ đâm hậu. Đó, còn chiếc chân 50 này thì zin. Các bạn, chiếc này thì rất là yếu bởi vì nó chạy 30.000 cây rồi. Còn mấy chiếc này thì nó mới hơn. Chạy nó sẽ mạnh hơn nha. Với lại chiếc này thì cũng độ sơ sơ. Mở cổ bô thì chắc chắn chạy này sẽ thoáng hơn mà sẽ mạnh hơn nha các bạn. Rồi mình sẽ có clip test giữa ba dòng xe này. Test giữa R15 với mẫu xe E155. Rồi sẽ có clip nữa là Winner V1 với lại E155 nha các bạn. Đó. Đây là mình quay ở đường tránh thôi, tí nữa mình sẽ ra ngoài kia test ở ngoài đường kia nha các bạn. Xe này R15 V3 sẽ test cho các bạn. Mấy xe lớn nhiều quá mà. Đường này được không? Được, đường này dài lắm. Kéo xa xa xíu nha, để rút hậu nha. Ừ. Để anh em nép bên này cho. Em nép bên này đi cho nó đường giống nhau. Được không? Chưa? Chưa. 1, 2.
chắc phải 1 cây 2 á, 1 cây 2 mới qua được. Từ từ để em đo lại rồi. Bây giờ chạy đây luôn nha. Đây còn đường không? Rồi. Thôi vậy quay lại đi. Vậy là con này anh ngâm số 5 một lúc mới thấy con này lên. À. Nãy số 5 em ngâm 136 á. Và sau con này mới có 134 à. Con này hậu mãi mãi mới lên vượt được mà. Thế hả? Ừ. Anh ngâm số 5 mãi mãi mới thấy cái con này lên. Quá vậy ẹt này quặn dữ ta. Ẹt này hả? Không ẹt này nè. Ờ ẹt mạnh mà. Ờ xuống mâm rồi xuống thêm 3 đĩa nữa tâm hậu. Rồi rồi. Để zin chạy không được lên là bao nhiêu đâu? 130, nó 130 GPS hồi nãy đồng hồ anh lên được nhiêu? 135 ạ. 135. Ờ GPS chắc nó gần đúng với GPS luôn á. Đây còn đường không? Còn khúc kia kìa, kéo. Còn con này đề 3 chắc là không lại rồi. Nếu mà đề 3 phải xúc tua lên là đi, xúc tua lên để tầm 5.000, 6.000. Nãy anh xúc tua có 3.000, 4.000 anh buông côn. Đây. 6 chiếc Ed với lại chiếc Winner nha, để coi hai xe đó coi xe nào có dư mình làm trọng tài đó, thì với lại mình coi mình chạy sau coi mình rút hậu qua được hai xe này không. Còn xe bên đây là xe của anh 6 Vlog nha các bạn, Ed 150 nha. Rồi đi.
giờ là clip Winner bô gió dễ với lại R15 V3 Zin nha. Rồi 1, 2, 3.